Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều mùng 8 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thông tin kết quả kiểm tra, ra soát phòng cháy chữa cháy đối với nhà trọ, chung cư mini, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, trường mầm non, nhóm trẻ, cơ sở phòng khám tư nhân trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, ra soát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu 22 chung cư mini, 16.479 nhà trọ dừng hoạt động. Đối với nhà trọ, Công an thành phố đã kiểm tra 36.972 trên 36.972 nhà trọ ở trên địa bàn, xử phạt 3.134 trường hợp trên 4.310 hành vi, phạt tiền gần 13 tỷ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với chung cư mini, công an thành phố đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini trên địa bàn, tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động. Lực lượng chức năng yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Trong khi đó, đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ quan công an kiểm tra 5.808 cơ sở, Sử phạt 435 trường hợp trên 636 hành vi, phạt tiền 487 triệu đồng, tạm đình chỉ 9 trường hợp, một trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 129 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin thêm, với loại hình trường mầm non, nhóm trẻ, cơ quan công an đã tổ chức kiểm tra đối với 59 trường hợp trên 70 hành vi, phạt tiền 200 triệu đồng, tạm đình chỉ 23 trường hợp, hai trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động yêu cầu 32 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với trung cư, Công an Hà Nội kiểm tra 317 cơ sở, xử phạt 4 trường hợp trên 6 hành vi, phạt tiền hơn 93 triệu đồng, tạm đình chỉ 2 trường hợp. 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.